coming through visitor colony. Xin hạ cánh trong giây lát, một lần nữa xin quý khách tự động cài chặt lại dây toàn dây thẳng lên ghế và các bạn ạ, xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Once again, remind to put a seatbelt on right, secure the tray table in front of you and fasten your seatbelt. Thank you. Kia nắng thế xuống này âm u. Thưa quý khách, như vậy chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 3 giờ 20 phút chiều giờ địa phương, với nhiệt độ bên ngoài là 23 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách lưu ý không được mở cửa máy bay khi không yêu cầu của tiếp viên. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, Cơ trưởng Phạm Hoài Ninh cùng toàn thể phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ông mong sẽ tiếp viên khách trên chuyến bay tới. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, have no right at Nội Bài International Airport, Hà Nội. It is now 3:20 p.m. local time. The on-site temperatures 23 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Once again, I remind you that for safety reasons, the use of mobile phone FM receiver is forbidden at the disembarkation. When opening the overhead lockers, please take care to ensure the contents not fall out. We hope you enjoy your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Phạm Hoài Ninh and our crew members like to say goodbye to you, and we look forward to meeting you again soon. Thank you. Chris, I'm sorry.
Các anh có sống rồi. Các anh sợ thương cảm nhá.